Xin chào tất cả các bác đến kênh Cao Diêu Hoàng Mai nhé. Đây là một cặp 815 MST các bác nhé. Xin gửi tới em Hà ở Ninh Đàn, Hà Nội các bác nhé. Xuất sắc luôn. Quen cái mồm cũng kêu xuất với cả sắc. Mới cứng còn xuất sắc cái gì? Nguyên thùng xốp. Thôi cho gấp vào đi, đóng lại để cho đi. Xin chào tất cả các bác trở lại kênh Cao JBL Hoàng Mai, lạ vẫn trong ngày 17 tháng 5 các bác nhá. Một clip hàng ra đi, tình trạng lại là đập thùng xốp. Đó là một đôi 815 STX nguyên thùng xốp, xin gửi tới em Hải Linh Đàm Hà Nội. Vừa rồi em cũng đã tới và em cũng có một chút chần chừ. Khi em nghe em về em quyến luyến, em phải gọi điện và chuyển khoản. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn tin tưởng và đồng hành với Cao JBL Hoàng Mai. Không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết cảm ơn và đưa một cái sự phục vụ rất chân thành đến tất cả các bác dân thường và dân chơi các bác nhá. Trên đây là toàn bộ các hàng đập xốp bên Cao JBL Hoàng Mai. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội. Và các bác đừng quên cho em Cao xin một like mỗi một ngày review, hát hò, động viên em một câu. Các bác nào chưa có lúa thì có thể động viên em bằng một nút like, một nút chia sẻ. Đấy là những niềm động viên cực kỳ quý báu các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và thông thường một clip hàng ra đi thì em luôn test cái chất âm để các bác được biết rằng nó phê pha như thế nào, JB nó hay như thế nào. Đấy, một trong những dòng phun đơn hết số của đầu tán đó là STX 815 các bác nhá. Để lên cây nó hơi cao. Và ngay sau cái clip này em cũng sẽ chuyển tới em Hải. Đấy là các bác nhìn giúp em nhé, máy em kê là hơi cao. Tình trạng thì không cần phải nói nhiều. Không nói nhiều, nó xuất sắc luôn các bác nhá. Xuất sắc, chứ không cần phải quay là nó có vệt lọ vệt kia, nó không một vệt gì. Một trong những dòng phun đơn phải cực kỳ là hay, chứ không phải nói là chê được. Và vẫn thông thường em sẽ đánh bằng QSC, vì con này nó sẽ là công suất của nó 800W, maximum 1600W của một loa bác nhá. Nó dùng củ vát 2226HPL từ thường. Bác nào muốn xem thì sẽ lục lại cái clip em mở nội thất đôi 815 này rồi. Em trình bày hoàn cảnh tất cả ra đấy rồi. Một lần nữa Cao JBL Hoàng Mai xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các bác, các chú, các anh em trên mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành, động viên, chia sẻ với Cao JBL Hoàng Mai. Và liên tục em sẽ lấy các model đập xốp có thể mang về để các bác chưa có thì các bác chiêm ngưỡng và các bác thưởng thức các chất âm. Còn nếu em nói thẳng một câu, nếu bác nào không tin chứ đến đây là xuống tiền đấy. Cho nên một lần nữa các bác nhớ cho em Cao xin một like và em sẽ hát một ca khúc để chào tạm biệt STX 815, mở màn cho một siêu phẩm cực kỳ phê pha các bác nha. Và các bác xem các cái clip của Cao JBL Hoàng Mai thì cực kỳ đơn giản, đó là một cục đẩy này. Khi mở nha là các bác nhìn này, tất cả các dòng đẩy đều làm nguyên, không có cục nào là lên đèn sáng cả, các bác phải hiểu thế. Không cần đánh trầm, em test vo luôn bằng mixer đĩa cọc 1000. Lại giới thiệu nó quá nhiều về chi tiết, chứ còn nói thẳng không có một con vang nào tức là nó khào khản ra hết. Lại test tiếp bằng chiếc của em, chiếc mic của em Trường ở Bắc Giang. Clip này là clip cuối ngày 17
tháng 5 các bác nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất 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 nhiều. Và các bác hãy lắng nghe một ca khúc, có thể hát rất nhiều các bài nhưng mà đôi khi này nó cũng còn phô, còn chênh. Nhưng mà các bác thông cảm, các bác chỉ cần nghe là gì? Nghe tiếng ca của cái tiếng mic mà nó đưa ra thôi. Xin chào tất cả các bác nhá. Và các bác đừng quên cho em Cao xin một like. Hey, hey, hey. Một hay hay hay. Tình nghĩa còn đâu vui.
mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với kênh Cao Chi Meo Hoàng Mai. Một lần nữa xin cảm ơn em Hải, Linh Đàm, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết các bạn nhớ sẽ gọi theo hai số máy và Zalo thì có cả hai số các bạn nha. Không cần quá nhiều, không cần phải quá là nhiều thiết bị và quá loằng ngoằng, rất đơn giản, hát phê pha luôn các bác nhá. Các bác nhớ đừng quên cho em Cao xin một like. Thank you các bác rất nhiều.